rồi và xin chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đang đến với buổi livestream trực tiếp của Thanh An tối ngày hôm nay à, và chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đang có mặt à, và Thanh An cũng xin gửi lời chào và chúc đến tất cả các anh chị cho tất cả các anh chị chúng ta có đầy năng lượng thành công giàu có mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị nha à, và ngày hôm nay thì uh, Thanh An lại tiếp tục chia À, nội dung đó chính là quy trình ứng dụng luật hấp dẫn từ A đến Z cho tất cả những anh chị nào mà chúng ta người mới Và à, ngày hôm nay là buổi số 3 nha các anh chị à, Thì bây giờ các anh chị hãy cùng vào cùng vào với Thanh An à, cùng xem livestream các anh chị nhé. à, Và Thanh An cũng dành ra một ít phút để mà có thể là gửi đường lên livestream ngày hôm nay à, Và các anh chị hãy cùng với Thanh An chúng ta đi đường lên live stream như là chúng ta à, chia sẻ và chúng ta tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình à, để mình có thể là xem à, được buổi, buổi chia sẻ ngày hôm nay các anh chị nhé rồi thanh anh các anh chị cả à, chúng ta cùng là xem livestream với thanh anh nha Mais ils ont la plus belle vue Rồi chúng ta nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình cũng như là nhanh chóng và xem livestream nha các anh chị. ngày hôm nay để cho nhiều người bạn của mình à, được học được lắng nghe cho biết cái này hơn nhiều anh chị nhé À, dạ rồi, ok các anh chị. À, những anh chị nào mà chúng ta đang xem livestream trực tiếp cùng với Thanh An à, thì các anh chị cũng có thể là comment để mà Thanh An gửi lời chào trực tiếp đến các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị nhé. Rồi chúng ta nhanh chóng chia sẻ cũng như là tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình nha các anh chị à, Và ngày hôm nay thì uh, Thanh An lại tiếp tục uh, chia sẻ cho các anh chị uh, một cái chủ đề uh, Mà rất là nhiều những anh chị uh, cũng đã hỏi uh, Thanh An uh, khi mà mình mới tham gia vào nhóm Cũng như là khi mà mình uh, ứng dụng, uh, khi mà mình mới bắt đầu biết về luật hấp dẫn các anh chị nhé à dạ rồi ok các anh chị à chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ rồi em xin chào à chị Hồng Nguyễn nha xin chào chị Trần Hồng à rồi xin chào tất cả các anh chị chúng ta đang xem livestream trực tiếp cùng với Thanh An các anh chị nhé rồi ngày hôm nay thì Thanh An lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị chủ đề đó là gì đó là quy trình ứng dụng à luật hấp dẫn từ A đến Z cho những anh chị nào chúng ta mới bắt đầu nha ở đây có những anh chị nào mà chúng ta mới bắt đầu á thì chúng ta hãy cùng comment phím số 1 nha các anh chị À, có anh chị nào mà chúng ta lần đầu tiên biết tới live stream của thanh an ngày hôm nay không các anh chị ơi? À, rồi và đây cũng là cái ngày thứ ngày thứ ba mà thanh an chia sẻ trong chuỗi chu kỳ à, ứng dụng luật hấp dẫn từ A đến Z dành cho người mới rồi các anh chị nhé à, cho nên những anh chị nào mà chúng ta chưa xem được hai cái buổi đầu tiên à, thì có thể là trực tiếp nhắn tin hỏi cho hỏi thanh an hoặc là các anh chị có thể là inbox à, lại những người bạn của mình để bạn của mình hướng dẫn và cũng như là gửi lại à, cái đường lên livestream hai ngày hôm trước nha các anh chị rồi và trong nội dung buổi tối ngày hôm nay đó chính là gì? Đó là cái quy trình hướng dẫn dành cho người mới và Thanh An sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái nội dung đó chính là cái việc mà chúng ta vận dụng tiềm thức làm thế nào để mà nó có được cái tiềm thức và của cải vật chất nhà các anh chị được không ạ? Hôm trước thì Thanh An cũng đã định nghĩa cho các anh chị về gì ạ? Về ý thức và tiềm thức rồi các anh chị. À, ngày hôm trước thì chúng ta đã nắm vững được là ý thức và tiềm thức chưa anh chị ơi, được không ạ? À, chúng ta nhớ này, tâm thức của chúng ta thì nó có hai phần canh chị, à, nó có hai phần, à, một phần là ý thức, một phần là tiềm thức nha anh chị nhé. À, ý thức của chúng ta thì chiếm 10% nha anh chị và tiềm thức của chúng ta thì chiếm 90% canh chị nhé. À, đây là nguyên lý tạng băng trôi nha canh chị, à, thì 90% là phần tiềm thức của chúng ta là quyết định cái sự thành công các anh chị à, vậy mà hồi giờ chúng ta vẫn chưa biết đến cái cách để mà chúng ta vận dụng tiềm thức trong cái cuộc sống của mình đúng không ạ à, và chúng ta chỉ thường là sao à, thường vùng vẫy à, trong 10% của ý thức thôi và thậm chí là chúng ta còn không sử dụng tới à, 10% các anh chị à, một số quan điểm thì sẽ là năm 5% các anh chị nhé à, từ chúng ta sẽ sử dụng là ý thức là từ 5 đến 10% nha các anh chị à, thì quan điểm nào nó cũng đúng các anh chị ha Đấy, à, vậy thì á, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để mà chúng ta vận dụng tiềm thức như thế nào để mà chúng ta tạo ra cái của cải vật chất cũng như là chúng ta tạo ra à, những cái à, cũng như là cái cách làm như thế nào để tiềm thức mà giúp cho chúng ta chinh phục được mọi mục tiêu đây các anh chị. Đúng không ạ? À, vậy thì á à, Thanh An cũng à, ngày hôm qua thì Thanh An cũng chia sẻ cho các anh chị một số những cái câu chuyện À, trong cái việc mà thanh an cũng đã ứng dụng à, về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn này để mà gặt hái được những cái kết quả những cái mục tiêu trong cái cuộc sống của mình rồi các anh chị à, và cũng có một số câu chuyện của các anh chị trong à, liên minh câu lạc bộ đúng không ạ À, và các anh chị khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ, tham gia vào các cái buổi dung của Liên minh câu lạc bộ tri thức và sách thì đặc biệt là dung của câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao. À, vào những cái buổi dung tối thì các anh chị cũng được nghe những cái câu chuyện của rất là nhiều những anh chị họ ứng dụng và đạt được những cái kết quả vi diệu. À, đó là những cái dẫn chứng trong cái việc mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức các anh chị nhé. À, và những cái ví dụ như vậy thì để giúp cho các anh chị hiểu được rằng đó là dạ, À, đó là à, để các anh chị à, hiểu được rằng á tất cả mọi thứ à, thì chúng ta cần phải học cái cách để mà chúng ta đưa ra những cái sự lựa chọn tốt nhất các anh chị ha à, rồi và thanh an cũng thấy có rất là nhiều những anh chị đang theo dõi livestream của thanh an nữa ạ à, thanh an cũng xin gửi lời kính chào đến tất cả các anh chị nhé à, xin chào chị lan anh xin chào anh nguyễn đức xin chào chị thanh hà xin chào chị à, đông vân xin chào chị à, trang linh rồi xin chào chị hồng nguyễn rồi xin chào tất cả các anh chị nhé đấy À, vậy thì á, các anh chị nhớ này một trong những cái điều mà chúng ta mỗi ngày này mỗi ngày chúng ta cần phải đưa ra những cái sự lựa chọn và những cái sự quyết định đúng đắn các anh chị nhé à, và các anh chị nhớ này chúng ta phải học cái cách để mà chúng ta nói theo những cái điều gì mà chúng ta mong muốn các anh chị à, bởi vì trước giờ chúng ta thường hay có một cái thói quen à, đó là gì ạ đó là chúng ta thường hay nói những cái điều mà mình không mong muốn các anh chị À, cái thói quen của chúng ta là chúng ta hay tập trung vào những cái vấn đề và chúng ta hay nói những cái điều mà chúng ta không mong muốn các anh chị nhé à, vậy thì á à, ngày hôm nay các anh chị à, chúng ta à, học lại cái cách để mà chúng ta nói những cái điều mà chúng ta mong muốn cũng như là chúng ta giao tiếp một cái cách đúng đắn trong cái việc mà chúng ta sử dụng cái, những cái ngôn từ để mà giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu các anh chị nhé đúng không ạ À, anh chị nào mà những cái ngày qua thì chúng ta chưa có xem à, cái bộ livestream trong cái chuỗi mà dành cho người mới á. À, thì sao thì chúng ta xem lại sau các anh chị nhé à, ngày hôm nay thì thanh an sẽ tiếp tục à, đi tiếp cái chủ đề của mình luôn nha các anh chị đúng không ạ và ngày hôm nay đó là chủ đề tìm thức để mà tạo ra của cái vật chất các anh chị nhé à, tìm thức tạo ra của cái vật chất như thế nào và thứ nhất chúng ta thường hay nghe về một cái công thức như thế này này các anh chị À, cái công thức của người thành công họ chia sẻ như thế này này, các anh chị, đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động dẫn đến kết quả. Các anh chị ghi lại cái công thức này nha. À, chúng ta thường hay nghe cái công thức của rất là nhiều người thành công chia sẻ đó là gì ạ? Đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra cái kết quả, các anh chị ha, đúng không ạ? Rồi Thanh An nhắc lại một lần nữa nha Đó là gì ạ? Đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc Cảm xúc tạo ra hành động Và hành động dẫn đến cái kết quả các anh chị nhé Và các anh chị hãy ghi cho Thanh An một cái chìa khóa ở đây Đó chính là gì ạ? Đó là suy nghĩ Chính là công tắc các anh chị Đúng không ạ? À, đầu tiên chúng ta cần phải bật cái công tắc của mình lên, chúng ta cần phải có được cái suy nghĩ về cái điều mà mình mong muốn, mình cần phải có cái suy nghĩ về cái mục tiêu của mình, mình cần phải có cái suy nghĩ về cái à, ước mơ của mình, mình cần phải có một cái suy nghĩ về những cái à, điều mà chúng ta mong muốn thì đó chính là cái bước đầu tiên trong cái việc mà các anh chị cần phải bật cái công tắc lên các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta cần phải bật cái công tắc lên thì cái đèn của chúng ta nó mới sáng vậy đó, đúng không ạ? đấy À, chúng ta bật công tắc lên thì điện nó mới tới những cái thiết bị khác và nó mới giúp cho các cái thiết bị đó nó khởi động đúng không ạ vậy thì các anh chị nhớ này suy nghĩ nó chính là công tắc các anh chị nhé suy nghĩ nó chính là công tắc các anh chị đúng không ạ và cảm xúc này cảm xúc nó chính là cái sợi dây kết nối các anh chị các anh chị ghi rõ lại cái công thức này để mà mình ứng dụng các anh chị nhé à, cái cảm xúc nó chính là cái sợi dây kết nối các anh chị nhé đúng không ạ nếu như mà bây giờ các anh chị muốn điện mà nó truyền tới một cái thiết bị nào đó của mình. À, nếu như mà bây giờ các anh chị muốn điện truyền tới cái điện thoại của mình đi. À, mình sạc đi. Đúng không ạ? À, vậy thì cái dây sạc thì nó chính là cái cảm xúc đó các anh chị. Cảm xúc nó chính là cái sợi dây kết nối các anh chị nhé. Rồi, và hành động này. Hành động nó chính là một cái việc mà chúng ta đang xây dựng các anh chị. Hành động là cái cầu nối À, kết nối giữa cái mục tiêu và cái kết quả các anh chị nhé à, bây giờ chúng ta có cái gì rồi à, bây giờ chúng ta có cái có cái công tắc rồi có cái dây rồi vậy thì chúng ta cần phải đi qua một cái khâu đó chính là cái khâu lắp ráp các anh chị nhé thì đó chính là cái khâu hành động đó các anh chị đúng không ạ à, vậy thì cái hành động nó chính là cái chìa khóa để kết nối giữa cái thế giới bên trong và cái thế giới bên ngoài các anh chị ha, à, thì cái hành động nó sẽ là cái điều mà nó sẽ hiển lộ những cái mục tiêu của các anh chị nó trở thành cái kết quả các anh chị nhé. À, đây chính là cái yếu tố xây dựng đó các anh chị. Bởi vì chỉ có hành động thì nó mới giúp cho các anh chị xây dựng, tạo nên những cái kết quả. Và các anh chị nhớ này, không có cái điều gì là tự nhiên hết, mà chúng ta cần phải có cái hành động các anh chị và hành động đó chính là cái sự xây dựng các anh chị nhé đấy à, cái việc mà chúng ta có cái hành động á, thì nó mới giúp cho các anh chị kết nối lại những cái nguồn lực cái việc mà các anh chị có được cái hành động á, thì mới giúp cho các anh chị đạt được cái kết quả và đạt được cái mục tiêu các anh chị nhé đúng không ạ à rồi em xin chào Anna Thanh Phương xin chào à, chị Bích Hằng xin chào chị Xuân Dung xin chào chị Kiều Châu nha à rồi em xin chào chị Nguyễn Thảo à, rồi rất là nhiều anh chị đang gửi lời chào đến Thanh An đúng không ạ rồi Thanh An cũng xin gửi lời chào và cảm ơn tất cả các anh chị nhé đấy à, vậy thì kết đoạn này là các anh chị đã hiểu được chưa cái công thức này chưa à Thanh An xin nhắc lại cái công thức này nhé đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả các anh chị đây là một trong những cái công thức rất là quan trọng luôn các anh chị ơi à, và đây là công thức số 1 trong buổi live stream ngày hôm nay các anh chị nhé các anh chị nhớ ghi lại và các anh chị nhớ nốt lại nha các anh chị và suy nghĩ nó chính là cái công tác các anh chị và chúng ta cần phải bật cái công tác lên tức là sao tức là chúng ta muốn một cái điều gì đó nó phải đến từ bên trong cái suy nghĩ của mình chúng ta cần phải khởi động cái công tác của mình các anh chị đúng không ạ và cái cảm xúc thì nó chính là cái sợi dây kết nối các anh chị nhé, à, cái cảm xúc thì nó chính là cái sợi dây kết nối giữa cái điều mà các anh chị mong muốn, nó kết nối cái gì ạ, nó kết nối cái điều mà các anh chị mong muốn, à, nó kết nối giữa cái điều mà các anh chị mong muốn với cái suy nghĩ của các anh chị, với cái năng lượng của các anh chị, với cái giá trị nội tại của các anh chị, được không ạ? Và cái hành động thì nó chính là cái việc xây dựng các anh chị nhé. À, cái hành động nó chính là cái chiếc cầu nối giữa cái thế giới bên trong và cái thế giới bên ngoài. Và mình cần phải có những cái hành động cụ thể các anh chị. Các anh chị cần phải có những cái hành động cụ thể, cần phải có những cái hành động rõ ràng. Để làm gì? Để mình kết nối những cái nguồn lực và giúp cho mình tạo ra được cái kết quả mà mình mong muốn các anh chị nhé. À, chỉ có cái hành động thì nó mới giúp cho các anh chị tạo ra được cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Đúng không ạ? Đó chính là cái công thức thứ nhất các anh chị nhé. À, các anh chị ghi lại đi ạ. À, đó là gì? Đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả các anh chị ha. À, đây là một cái công thức rất là quan trọng luôn. Và khi mà các anh chị à, tham gia vào các cái buổi livestream, à tham gia vào các cái buổi Zoom à, của Liên Minh Câu lạc bộ Tri thức và Sách thì các anh chị cũng sẽ được nghe cái công thức này à, lặp đi lặp lại rất là nhiều các anh chị. À, và cái công thức này nó rất là quan trọng các anh chị ha, nó sẽ mang cái tính quyết định đến cái kết quả của các anh chị. Và cái kết quả của các anh chị ngày hôm nay nó có thay đổi được hay không á thì là nó đến từ cái gốc rễ là từ cái suy nghĩ của mình các anh chị nhé. Cho nên là các anh chị nhớ là cái công thức này nó rất là quan trọng luôn các anh chị các anh chị ghi lại các anh chị đánh khung lại các anh chị nót lại tô màu đỏ lên cũng được nha các anh chị để lần sau á khi mà mình nhìn mình nhớ mình mình ôn tập lại là mình phải nhớ ngay đến cái công thức này luôn các anh chị nhé thì Thanh An cũng sẽ chỉ cho các anh chị những cái cách để mà chúng ta ứng dụng cái công thức này như thế nào được không ạ à, và trong hơn 2 năm mà Thanh An à, đồng hành và rèn luyện cùng với Liên minh câu lạc bộ tri thức và sách thì cũng chính là bởi vì là Thanh An biết đến cái công thức này à, trước đây thì mình hay có một cái như thế này nè các anh chị trước đây á, nếu như mà Thanh An muốn thay đổi cái kết quả thì mình chỉ thường thay đổi cái hành động thôi à, mình thường hay thay đổi cái hành động thôi các anh chị À, trước đây và thanh an cũng chứng kiến rất là nhiều những anh chị họ cũng hay à, hay hay như vậy đấy à, nếu như mà mình kinh doanh một cái sản phẩm này mình không thành công thì mình sẽ tiếp tục đi lựa chọn một cái sản phẩm khác nếu như mà mình làm một cái công việc này á mình chưa ok thì mình lại quay ra đi lựa chọn một cái công việc khác các anh chị à, nhưng mà thực ra thì công thức của người thành công không phải là như thế cái thứ mà nó quyết định cái kết quả của các anh chị nó chính là cái suy nghĩ tức là những cái tư duy gốc rễ ở bên trong cái à, bên trong của các anh chị. Nó mới chính là cái thứ gốc rễ tạo nên cái kết quả các anh chị. Và có một cái điều sự thật là như thế này nè. Suy nghĩ của người thành công thì rất là khác so với những người chưa thành công các anh chị. Và những người thành công thì họ có những suy nghĩ giống nhau. Được không ạ? Những người thành công họ có những cái suy nghĩ giống nhau Vậy thì việc của chúng ta đó là gì Đó là nếu như mà các anh chị ngày hôm nay chúng ta muốn thay đổi cái kết quả Thì chúng ta cần phải biết được rằng Cái người mà họ đang có cái kết quả của các anh chị Họ đang suy nghĩ gì Đúng không ạ Cái người các anh chị muốn có một cái thu nhập 100 triệu Các anh chị cần phải biết là cái người mà đang có thu nhập 100 triệu Họ đang có cái suy nghĩ gì các anh chị À, và chúng ta cần phải học cái suy nghĩ của họ chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn cái hành động bên ngoài của họ đâu các anh chị nhé. À, thì ở uh, trong những cái buổi livestream tiếp theo hoặc là trong những cái buổi zoom của liên minh câu lạc bộ thì các anh chị cũng sẽ được học, được hướng dẫn và được chỉ dẫn rõ hơn về cái việc mà chúng ta ứng dụng cái công thức này như thế nào và nếu như mà chúng ta hiểu thật là sâu sắc cái công thức này các anh chị nó sẽ giúp cho các anh chị thay đổi được rất là nhiều những cái kết quả ngày hôm nay mà các anh chị có đang có chỉ với một cái việc duy nhất đó là gì đó là chúng ta thay đổi suy nghĩ thôi các anh chị nhé đúng không ạ chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ đúng đắn chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ của người thành công nha các anh chị nhé à, cái người mà các anh chị đang mong muốn có được cái kết quả đó chúng ta cần phải học được cái suy nghĩ của họ đúng không ạ ok không các anh chị ơi các anh chị hiểu được cái chỗ này không ạ chúng ta đã hiểu được cái công thức đầu tiên này chưa ạ à, nếu như mà chúng ta hiểu được cái công thức này rồi thì chúng ta có thể là cùng comment phím số một 000 được không ạ các anh chị cùng comment các anh chị nhé dạ rồi về cái yếu tố đầu tiên cái công thức đầu tiên như thế này các anh chị đã rõ chưa rồi và cái công thức thứ hai các anh chị nhé rồi công thức thứ hai này các anh chị công thức thứ hai là một cái công thức mà nếu như mà các anh chị hiểu rõ được cái công thức thứ hai này các anh chị cũng sẽ biết cái cách để mà mình gia tăng được cái thu nhập của mình mình gia tăng được cái dòng tiền của mình các anh chị nha rồi, công thức thứ hai này các anh chị, đó là gì? Đó là tiền và tài sản của các anh chị thì đúng bằng cái giá trị nội tại. Và giá trị nội tại thì bằng cái tư duy gốc rễ cộng với giá trị anh chị trao cho cộng đồng, được không ạ? Rồi các anh chị hãy ghi lại cái công thức này đi các anh chị, cái công thức thứ hai trong ngày hôm nay, đó là gì? Đó là tiền và tài sản thì đúng bằng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị trao cho cộng đồng các anh chị nhé dạ rồi thanh an xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream nha rồi xin chào chị nhịp sống vùng quê xin chào anh chị lộc vừng xin chào chị võ thúy rồi xin chào anh nguyễn hưng rồi xin chào chị hồng nguyễn nha rồi các anh chị ghi lại đi ạ cái công thức thứ hai này đó là gì đó là cái giá trị mà mình nhận được á tiền và tài sản thì nó đúng bằng cái gì bằng cái giá trị nội tại và giá trị nội tại thì bằng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị mà anh chị trao cho cộng đồng Đúng không ạ? Các anh chị chỉ cần bám vào những cái công thức của người thành công thôi các anh chị, thì các anh chị sẽ biết cái cách để mà mình phát triển cái điều gì các anh chị nhé, đúng không ạ? Vậy thì nè, nếu như mà ngày hôm nay á cái kết quả mà các anh chị đang mong muốn á, các anh chị đang mong muốn cái kết quả gì ạ? Các anh chị đang mong muốn cái kết quả về tài chính, các anh chị đang mong muốn cái kết quả về mối quan hệ, các anh chị đang mong muốn cái kết quả về cái sức khỏe của mình, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ đúng bằng với cái giá trị nội tại của các anh chị. Đúng không ạ? Giá trị nội tại của các anh chị nhé. À, và Thanh An cũng nhắc lại nha Giá trị nội tại thì bằng tư duy gốc lễ Cộng với cái giá trị anh chị trao cho cộng đồng à, Tại vì sao mà Thanh An phải nhắc đi nhắc lại như thế này này À, bởi vì là mình phải bởi vì là các anh chị nghe những cái công thức này nó rất là mới đúng không ạ à, vậy thì cái việc mà thanh an lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại để giúp cho chúng ta làm sao ạ chúng ta ghi nhớ cái công thức này nhiều hơn nữa các anh chị nhé bởi vì các anh chị biết không ạ chỉ cần là cái việc mà các anh chị hiểu đúng và các anh chị vận dụng những cái công thức này thôi thanh an tin chắc chắn rằng các anh chị sẽ luôn luôn gặt hái được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình các anh chị nhé và thanh an cũng chính là cái người ứng dụng từ những cái công thức này của câu lạc bộ các anh chị nhé đúng không ạ và mình cũng đã gặt hái được những cái kết quả rất là tuyệt vời các anh chị ơi cho nên là ngày hôm nay thanh an cũng sẵn là à, sẵn sàng để mà chia sẻ cho các anh chị cũng như là đồng hành cùng với các anh chị trong cái việc mà chúng ta ứng dụng có kết quả các anh chị nhé đúng không ạ đấy à, vậy thì á cái tư duy gốc rễ nội tại của chúng ta là cái gì các anh chị à, cái tư duy gốc rễ là cái gì đấy tư duy gốc rễ nội tại của chúng ta đó chính là cái niềm tin của mình cái sự hiểu biết của mình cái mối quan hệ của mình hoặc là cái kỹ năng của mình các anh chị được không ạ à, thì tất cả những cái điều đó cái thái độ của các anh chị nữa thì tất cả những cái điều đó thì nó được gọi là cái giá trị nội tại của các anh chị Đúng không ạ? Đó chính là cái giá trị nội tại của mình. À, tất cả những cái gì mà mình đang có trong cái niềm tin, trong cái suy nghĩ, trong cái à, thái độ, à, thậm chí là cả những cái kỹ năng của các anh chị thì nó cũng chính là cái giá trị nội tại của các anh chị nhé. À, rồi, và cái giá trị mà các anh chị trao cho cộng đồng thì nó là cái gì ạ? Giá trị anh chị trao cho cộng đồng thì đó chính là cái mà anh chị đang giúp đỡ cho bao nhiêu người. Anh chị đang chia sẻ cho bao nhiêu người. Anh chị đang... À, thay đổi cho chất lực cuộc sống của bao nhiêu người các anh chị nhé. đó chính là cái giá trị mà các anh chị đang trao cho cộng đồng, được không ạ? À ví dụ như là à, anh chị đang à, kinh doanh, các anh chị đang à, chia đang à, làm một cái sản phẩm nào đó thì cái việc mà các anh chị à, các anh chị à, Bán ra một cái sản phẩm dịch vụ nào đó Mà giúp cho cái chất lượng cuộc sống của họ à, Cho khách hàng của các anh chị à, Thay đổi được cái chất lượng cuộc sống Thì đó cũng là cái việc mà các anh chị đang trao giá trị cho cộng đồng đó ấy Hoặc là như cái người thợ điện đi các anh chị à, Như là à, họ là cái người sửa cái điện cho mình đi à, Thì cái việc mà họ giúp cho mình này Có được một cái dòng điện mà thắp sáng một cái bóng đèn đó, Thì cái người thợ điện đó cũng là đang mang giá trị đến cho cuộc sống của chúng ta rồi đó các anh chị đúng không ạ, các anh chị hiểu được không ạ, à, hoặc là như tóc của mình đi, mình cần phải có một cái loại dầu gội à, để mà mình gội cho cái tóc của mình nó sạch gầu, nó mượt tóc đúng không các anh chị, nó ống ải gì đó, thì đó cũng là cái giá trị mà người ta mang đến cho mình thông qua cái sản phẩm và dịch vụ của họ, đúng không ạ, đấy, à, hoặc là như gương mặt của chúng ta đi, à, cái khuôn mặt của chúng ta tâm chúng ta muốn sạch đi, thì chúng ta cũng cần phải có sửa rửa mặt Đúng không các anh chị? Đấy. À, vậy thì đó cũng là cái mà sản phẩm dịch vụ Mà người khác mang lại cho cuộc sống của mình đó các anh chị Đúng không ạ? Và thông qua một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó Thì các anh chị sẽ cung cấp à, cho cái giá trị cho người khác Giúp cho chất lượng cuộc sống của họ à, được thay đổi, được nâng lên Các anh chị nhé giống à, như ở đây thì có những anh chị mà chúng ta đang kinh doanh đi chẳng hạn À, có một số anh chị thì chúng ta đang kinh doanh trong lĩnh vực uh, sức khỏe đấy. Đúng ạ. À, vậy thì nếu như mà cái việc mà các anh chị hướng dẫn cho khách hàng của các anh chị uh, có được một cái sức khỏe tốt, uh, các anh chị hướng dẫn cho uh, khách hàng của các anh chị có được một cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý đấy. Đó, các anh chị giúp cho các anh chị á uh, khách hàng của các anh chị là cải thiện về mặt sức khỏe, tăng cân, giảm cân như thế nào đi các anh chị thì đó chính là cái việc mà các anh chị đang trao giá trị cho cộng đồng đó đúng không ạ và thông qua những cái sản phẩm những cái dịch vụ thông qua cái việc mà các anh chị cung cấp những cái điều đó thì các anh chị đang à, giúp cho cái giá trị cho những người xung quanh đó các anh chị đúng không ạ giúp cho một người nào đó một người khách hàng của chúng ta đẹp hơn, giúp cho người khách hàng của chúng ta có một cái vóc dáng tốt hơn, hoặc là có những anh chị thì giúp cho những người bạn của mình, giúp cho những người khách hàng của mình có được những cái thông tin tốt hơn, có được những cái kỹ năng tốt hơn, có được những cái kiến thức tốt hơn, các anh chị và mình cung cấp những cái điều đó thông qua cái gì, thông qua cái sản phẩm và thông qua cái dịch vụ của mình, thì đó chính là cái việc mà các anh chị đang trao giá trị cho cộng đồng và trong cái công thức này thì nếu như mà các anh chị đang trao giá trị cho cộng đồng càng nhiều, cái quy mô của các anh chị càng lớn thì cái sự thành công của các anh chị nó càng ngày nó càng mở rộng các anh chị nhá. Thì đương nhiên là khi mà các anh chị có cái việc mà các anh chị trao giá trị cho cộng đồng nhiều hơn thì tiền của các anh chị nó cũng sẽ nhiều hơn hết. Đúng không ạ? Các anh chị có hình dung ra được cái việc mà trao giá trị cho cộng đồng chưa ạ? Giống như thế này đi. À kể cả là các anh chị cũng đang đi làm công ăn lương đi chẳng hạn. À, ví dụ các anh chị làm một giáo viên. Vậy thì á một cô giáo dạy cho một học sinh sẽ khác với một cô giáo dạy cho 30 học sinh các anh chị và cũng sẽ rất là khác so với một cô giáo dạy cho 300 học sinh các anh chị nhé. À, nó rất là nó khác nhau đó các anh chị, đúng không ạ? Và nó khác nhau về cái quy mô nữa các anh chị. À, cái quy mô mà các anh chị trao giá trị cho cộng đồng càng lớn thì đương nhiên là cái tiền cái thu nhập cái tài sản của các anh chị nó càng lớn hơn rồi đúng không ạ giống như à, và và đương nhiên thì nó cũng sẽ liên quan đến một cái yếu tố là cái à, cái sự chuyên môn hóa của chúng ta nữa à, giống như bây giờ các anh chị muốn lựa cho con của các anh chị một giáo viên dạy kèm đi À, có khi nào mà mình đi lựa một cô giáo mà chưa được giỏi không các anh chị hay là chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm cái người giỏi nhất hay là chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm cái cô giáo tốt nhất để kèm cặp cho con của mình đúng không vậy thì chúng ta cần phải trở thành một cái người giỏi này một cái người có tư duy có kiến thức có kỹ năng có trình độ và cái cái, cái mọi thứ giống như cô giáo đi thì mọi thứ phải được công nhận đó là một người giáo viên dạy giỏi đúng không các anh chị à, đúng không đấy thì chúng ta mới dám, thì chúng ta mới dám để mà con mình được kèm cặp, được học ở cô giáo đấy. À, vậy thì nó cũng chính là cái tư duy gốc rễ đó các anh chị, đúng không ạ? À, vậy thì các anh chị đã hiểu được hai cái từ là sao ạ? À, giá trị nội tại và giá trị trao cho cộng đồng cũng như là tư duy gốc rễ cho các anh chị ơi, đúng không ạ? Mình đã hiểu chưa ạ? À, những anh chị nào mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta à, comment tôi các anh chị nhé. À, các anh chị hãy comment để à, thanh an có thể là đi qua phần Tiếp theo nha các anh chị. Rồi, Thanh Anh xin mời các anh chị uống nước nha. Rồi, ok các anh chị. Vậy thì nào? Bây giờ này, áp dụng công thức như thế nào đây các anh chị? À, ví dụ bây giờ các anh chị đang có một cái mức thu nhập là 50 triệu đây. Bây giờ mình đang muốn cái thu nhập của mình Tăng lên gấp đôi Tức là mình đang muốn là cái thu nhập của mình Tăng lên được 100 triệu một tháng các anh chị Vậy thì bây giờ Mình sẽ ráp công thức như thế nào đây Mình sẽ ứng dụng như thế nào đây các anh chị Bây giờ nha Từ một người thu nhập 50 triệu Lên thu nhập 100 triệu Áp dụng như thế nào đây các anh chị Đầu tiên mình cần phải bật Cái công tắc lên Cái công tắc ở đây đó là gì Đó là chúng ta cần phải có cái mục tiêu đó cái à Chúng ta cần phải có cái suy nghĩ đó đã các anh chị. Đầu tiên là các anh chị phải định hình được là cái việc mà các chị đang mong muốn đó là cái gì? À, giống như là bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang cái tháng 11 rồi đúng không các anh chị? À, vậy thì các chị phải định hình được là tháng 11 các anh chị mong muốn có được cái thu nhập là bao nhiêu? Các anh chị đang mong muốn cái sự tăng trưởng là gấp đôi. Tức là bây giờ các anh chị đang có thu nhập 50 triệu để các anh chị tăng lên gấp đôi đó là 100 triệu các anh chị nhé vậy thì đầu tiên các anh chị phải bật cái công tắc lên các anh chị đã có cái mục tiêu đó chưa đấy à, cái đó là cái yếu tố đầu tiên các anh chị nhá rồi cái yếu tố thứ thứ hai này cái yếu tố thứ hai đó là cảm xúc cảm xúc nó chính là cái sợi dây kết nối các anh chị à, cảm xúc nó chính là cái yếu tố kết uh, kết nối vậy thì chúng ta ứng dụng như thế nào, nào À, để mà chúng ta luôn luôn có được cho mình một cái trạng thái cảm xúc và cái cảm xúc nó chính là sự gia kết nối mà. Vậy thì chúng ta hãy viết ra cho mình một cái bức tranh. Chúng ta hãy viết ra cái bức tranh cảm nhận được cái việc mà các anh chị đã đạt được cái mục tiêu đó rồi. Và chúng ta phải sống liên tục với cái bức tranh đó, sống như thể đã đạt được rồi các anh chị. Đúng không ạ? Mình phải hình dung được là mình đã đạt được cái mục tiêu đó như thế nào, mình có một cái cảm xúc như thế nào, mình hạnh phúc ra sao, mình sung sướng ra như thế nào. Rồi mình thấy rõ cái số tiền đó trong tài khoản ngân hàng của mình như thế nào các anh chị. Mình hào hứng, mình hạnh phúc rồi mình hành động ra sao khi mà mình đạt được cái cột mốc đó, khi mà mình đạt được cái số tiền đó các anh chị nhé. Đúng không ạ? Có nghĩa là các anh chị phải có những cái hình ảnh, phải có những cái cảm xúc hào hứng khi mà các anh chị nghĩ về cái kết quả đó và mình nghĩ rằng cái kết quả đó nó đã được hoàn thành các anh chị đúng không ạ các anh chị nắm được chưa à, và các anh chị cần phải có một cái năng lực như thế này này chính cái cảm xúc nó là cái sợi dây kết nối các anh chị và các anh chị nhớ này bạn ở cái tần số nào thì bạn sẽ được hấp dẫn những cái tần số tương đương Vậy nên nếu như mà các anh chị muốn hấp dẫn những cái nguồn lực để giúp cho các anh chị tạo nên cái sự thành công thì các anh chị phải có được cái cảm xúc thành công các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị phải có được cái cảm xúc thành công. Các anh chị ghi lại nhé. Những cái đó là những cái từ khóa đó các anh chị. Đúng không ạ? Mình phải có được cái cảm xúc thành công. Vậy thì cái cảm xúc thành công nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái việc mà các anh chị cần phải hình dung được các anh chị đã đạt được cái điều đó rồi. Và các anh chị nhớ này, luật hấp dẫn thì mây tầng nào hút mây tầng đó, bạn ở tầng số nào bạn sẽ thu hút cái tầng số đó thôi các anh chị. Đúng không ạ? À, vậy thì các anh chị cần phải có được cái cảm xúc của cảm xúc thành công. Nếu như mà bây giờ các anh chị đang mong muốn thu hút những cái nguồn lực hỗ trợ cho cái sự thành công của các anh chị thì bắt buộc này, các anh chị cần phải nâng cho mình được cái cảm xúc thành công của mình lên. Đấy. Và thông qua cái việc gì đây? Các anh chị nhớ này, tiềm thức của mình á, nó không có biết. Nó không biết có biết một cái điều như thế này nè. Tiềm thức không biết quá khứ, tiềm thức không biết tương lai và tiềm thức chỉ biết hiện tại thôi các anh chị. Cho nên các anh chị cần phải nâng được cái cảm xúc thành công của mình lên. Và các anh chị nâng cảm xúc thành công của mình bằng cách cách nào đây ạ? Bằng cái cách là chúng ta liên tục hình dung về cái mục tiêu của chúng ta đã đạt được rồi. Chúng ta phải liên tục hình dung cái mục tiêu đó nó đã được hoàn thành bên trong tâm trí của mình rồi các anh chị. Và khi mà các anh chị liên tục hình dung như vậy thì tiềm thức của chúng ta nó không biết được rằng cái việc này nè nó nằm ở tương lai, cái việc này nó nằm ở quá khứ hay cái việc này nó nằm ở hiện tại. Nó không biết được rằng là các anh chị đang hình dung đâu. Nhưng mà cái việc mà các anh chị uh, đưa cho mình vào trong cái trạng thái cảm xúc thành công á thì cái cơ thể của các anh chị, cái năng lượng của các anh chị nó liên tục ở trong một cái trạng thái được gọi là hào hứng. Và các anh chị đang ở trong một cái tần số thành công. Và chính cái việc mà các anh chị đưa cho mình vào trong cái trạng thái cơ thể của cái sự thành công như vậy á, thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ kết nối những cái nguồn lực thông qua cái gì ạ? Những cái nguồn lực thông qua luật hấp dẫn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và mang tới những cái nguồn lực đó đến cho mình cho nên á, các anh chị cần phải có một cái khả năng này, các anh chị cần phải có một cái năng lực này, đó là gì? năng lực chúng ta cần phải sống như thể đã đạt được rồi, à, chúng ta cần phải có một cái năng lực là diễn, các anh chị nhá, diễn càng sâu càng tốt, các anh chị, <laughs> à, cái này thì Thanh An nói chơi thôi, các anh chị. Nhưng mà chúng ta cần phải liên tục đó là gì? Đó là chúng ta cần phải đưa mình trong một cái trạng thái là mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi. Và mình phải thật sự hào hứng, mình phải càng nhập nhập tâm này. Các anh chị càng có được những cái cảm xúc trong cái việc mà, cái sự cao trào của cái việc mà đạt được mục tiêu á các anh chị. Thì sao? Thì cái mục tiêu của các anh chị nó đến nó càng nhanh. Mình phải hiểu giống như là cái gì, cái mục tiêu của mình mình đã có rồi đó. Mình sở hữu nó rồi đó các anh chị. Đúng không ạ? à, cho nên là sao à, và có một cái câu nói mà Thana à, cũng rất là tâm đắc trong cái cuốn sách sức mạnh tiềm thức các anh chị nhé à, ở đây có anh chị nào chúng ta chưa biết cái cuốn sách sức mạnh tiềm thức không ạ đây À, đây là quyển sách sức mạnh tiềm thức nha các anh chị à, những anh chị nào mà chúng ta chưa có cái quyển sách sức mạnh tiềm thức này thì các anh chị có thể là sao à, có thể là lên à, nhà sách hoặc là những cái trang mạng xã hội thì chúng ta mua à, mua cái cuốn sách này các anh chị nhé được không ạ các anh chị nào còn chúng ta có cái quyển sách này chưa ạ? anh chị nào chưa có comment phím số không các anh chị nhá. đây à, và đây là một cái quyển sách mà thanh an cũng hay gọi đó là gì ạ? đó là quyển sách gối đầu giường các anh chị nhá. À, và ngày nào thì thanh an cũng đặt nó hết các anh chị và và thanh an nói cái với các anh chị này nếu như mà các anh chị nắm vững về cái tiềm thức của mình á, các anh chị sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó nó rất là vi diệu, nó rất là bất ngờ luôn các anh chị nhé. đó và có một cái câu nói rất là nổi tiếng của tiến sĩ Joseph Murphy trong cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức đó là gì? Đó là bạn tin là bạn có. À, ở đây các anh chị có tin là mình có không ạ? Các anh chị có tin không ạ? À, tiến sĩ Joseph Murphy nói rằng là gì? Bạn tin là bạn có. Vậy thì các anh chị hãy tin đi. Rồi có các anh chị. Thay vì chúng ta thường hay có một cái thói quen này Đó là chúng ta phải chờ có rồi chúng ta mới tin thôi. Đúng không ạ? À, chúng ta phải chúng ta cứ phải là ồ ừ, phải có rồi chúng ta mới tin phải sờ phải nắm phải cầm được thì chúng ta mới tin. Không đâu các anh chị, mà chúng ta phải tin trước rồi chúng ta mới có được các anh chị. Chúng ta hãy tin những cái gì mà mình mong muốn, chúng ta hãy tin những cái mục tiêu của mình đi các anh chị. Chúng ta hãy tin về cái sự thành công của mình và đặc biệt nè, chúng ta cần phải tin những cái điều tốt đẹp nó sẽ diễn ra. Được không ạ? Chúng ta cần phải tin những cái phép màu trong cái cuộc sống của mình Và mình tin thì mình sẽ có các anh chị nhé à, Vậy thì à, ngày hôm nay các anh chị có dám tin không ạ? Ngày hôm nay chúng ta có dám tin không các anh chị? Chúng ta có dám tin là tháng 11 này chúng ta sẽ đạt được gấp đôi cái mục tiêu của mình không ạ? À, chúng ta có dám tin không các anh chị? À, có thể là bây giờ các anh chị đang hơi nghi ngờ về những cái điều à, mà à, Thanh An đang nói Có thể là các anh chị đang nghi ngờ cái năng lực về cái việc mà chúng ta đạt được cái mục tiêu đó như thế nào. Chúng ta cũng chưa biết được cái việc hình dung tưởng tượng như thế nào. Chúng ta cũng chưa biết được cái sức mạnh của cái việc hình dung tưởng tượng như thế nào. Thì sao ạ? À, chúng ta hãy à, à, đọc thêm sách các anh chị nhé. Được ạ? Niềm tin đến từ sự hiểu biết sâu sắc các anh chị nhé. Các anh chị đọc thêm sách đi các anh chị. Ừ, các anh chị có thể là đọc quyển sách sức mạnh tiềm thức hoặc là các anh chị có thể là đọc quyển sách về luật hấp dẫn ấy các anh chị đặt thêm đi các anh chị được không ạ chúng ta mua sách về để chúng ta đặt thêm chúng ta tự bồi đắp cái kiến thức cho mình nghiên cứu thêm đi các anh chị được không ạ đấy và những cái điều mà thanh anh chia sẻ thì đều là những cái công thức của người thành công các anh chị nhé đây là những cái kiến thức khoa học thôi các anh chị được không ạ đây là những cái kiến thức khoa học thôi nếu như mà những anh chị nào mà chúng ta cảm thấy là những cái kiến thức này á nó còn mơ hồ này mình chưa thấy nó rõ ràng này hoặc là mình chưa dám tin đó các anh chị thì chúng ta tự đọc sách các anh chị nhá được không ạ tự đọc sách để có thêm cái kiến thức cho chúng mình các anh chị đúng không ạ để hiểu hơn và niềm tin nó đến từ cái sự hiểu biết sâu sắc cũng như là niềm tin nó đến từ cái yếu tố môi trường các anh chị Được không ạ và đây đều là hoàn toàn những cái kiến thức khoa học các anh chị đó cho nên là sao cho nên á, chúng ta cần phải hiểu được rằng á chúng ta cần phải sống và chúng ta dám nghĩ đến các anh chị phải dám tin đi các anh chị chúng ta phải dám tin đến cái sự thành công đến cái sự hạnh phúc đến cái cuộc sống trọn vẹn đến cái cuộc sống hoàng mỹ hoàn hảo của mình đấy các anh chị được không ạ và có một cái điều này đó là thế giới bên trong nó sẽ tạo ra cái thế giới bên ngoài đấy những cái vô hình nó mới tạo ra được cái hữu hình các anh chị được không ạ thế giới bên trong sẽ tạo nên cái thế giới bên ngoài các anh chị nhớ nhá những cái vô hình là cái gì là những cái niềm tin bên trong của các chị, những cái bức tranh trong tâm trí của các chị, các chị có hình dung được những cái điều đó bên trong tâm trí của mình hay không? Đó chính là những cái vô hình. Đó chính là những cái vô hình nó mới kết nối lại những cái nguồn lực nó mới tạo ra những cái bên ngoài của mình là tiền tài là của cải là vật chất, là sức khỏe là cái sự hạnh phúc. Là đó là những cái yếu tố bên ngoài các anh chị. À, những cái sự kiện diễn ra trong cuộc sống của mình, được không ạ? Các anh chị nắm được chưa? Vậy thì ngày hôm nay mình cần phải luyện tập. Luyện tập với các anh chị. Thế giới bên trong mới tạo ra thế giới bên ngoài mà. Đúng không ạ? Trước giờ mình đã có cái thói quen luyện tập cái điều đó đâu. Cho nên là thành ra là mình không có. Mình không không biết các anh chị. Đó. À, và thường mình hay có bị một cái niềm tin như thế này này. Niềm tin nói trước bước không qua. <laughs> Đúng không các anh chị? Ở đây có anh chị nào mà chúng ta hay có cái niềm tin là nói trước bước không qua không ạ? Các anh chị cùng comment phím số 1... À phiếu số 1 đi các anh chị. Được không ạ? Thường là nhiều anh chị bị cái niềm tin này lắm. Thực ra là trước đó thì Thanh An cũng như thế thôi. Mình luôn luôn nghĩ rằng mình không bao giờ nói trước cái điều gì đâu các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ là nói trước bữa hôm qua. Mà mình cũng thường bị như vậy luôn. Đó. Và cái niềm tin đó là những niềm tin của người chưa thành công các anh chị. Và niềm tin đó là cái niềm tin mà nó chưa có chưa có đúng đâu các anh chị nhé. À, ở đây thì có anh chị comment là các cụ dạy như vậy. <laughs> à, đúng là các cụ cũng dạy như vậy các anh chị. Nhưng mà người thành công thì nói rằng là như thế nào? Bạn tin thì bạn mới có thôi. Bạn tin bạn mới có các anh chị. Đấy. Cho nên là mình cần phải thay đổi cái niềm tin là thay vì cái việc đó, mà chúng ta thấy chúng ta thay đổi từ cái niềm tin là nó trước bước không qua các anh chị thì mình phải thay đổi thành cái niềm tin là bạn tin thì bạn sẽ có được không ạ? Tin là có các anh chị, tin là có, tin là có các anh chị nhé, tin là có và sau đó là chúng ta hãy dám nghĩ về cái kết quả mà mình mong muốn. À, ở đây thì có một cái à, có một cái điều như thế này này các anh chị, có những cái tư duy á, tích cực nhưng mà nó không hỗ trợ cho cái sự thành công và giàu có còn cái thứ mà mình cần phải lựa chọn đó là gì đó là tư duy tích cực hỗ trợ cho sự giàu có nha các anh chị đúng không ạ à, bây giờ cái tư duy là gì à, nói trước bước không qua đó là một cái tư duy nó không hỗ trợ cho cái sự giàu có các anh chị nhé cho nên là mình cần phải thay đổi cái tư duy đó mình cần phải thay đổi cái suy nghĩ đó các anh chị à, cái việc mà người thành công họ thường hay là sao dám tin thì mới có các anh chị dám nghĩ tới thì mình mới có các anh chị nhé Vậy thì chúng ta cần phải luyện tập là gì? Cái thói quen trong cái việc mà chúng ta phải hình dung cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Chúng ta phải có một cái thói quen là cái việc mà chúng ta đạt được cái mục tiêu đó như thế nào. Chúng ta cần phải nâng được cái cảm xúc của mình lên cái cảm xúc thành công các anh chị. Chúng ta cần phải nâng được cái cảm nhận của mình lên, cái cảm xúc của mình lên và chúng ta phải liên tục sống như thể đã đạt được rồi. Chúng ta phải liên tục là sao ạ? hình dung đến cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Chúng ta nâng được cái cảm xúc của mình lên. Các anh chị càng nâng được cái cảm xúc của các anh chị lên cao trào bao nhiêu, càng nâng được cái cảm xúc của mình lên bao nhiêu và cái niềm tin của các anh chị càng xác quyết bấy nhiêu thì các anh chị sẽ hấp dẫn nguồn lực nhanh tới đó. Được không ạ? Các anh chị nhớ nha. Cảm xúc nó chính là cái sợi dây kết nối. Cảm xúc nó sẽ đưa cái tần số của các anh chị lên. Được không ạ? Các chị phải nâng được mình á, nâng lên được cái tần số của người thành công. Thì khi đó các anh chị sẽ hấp dẫn những cái tần số tương đương các anh chị. Các chị sẽ hấp dẫn cái tần số tương đương các anh chị nhé. À, rõ ràng chưa các anh chị? Rõ như ban ngày rồi ha. Các anh chị nào vào chỗ này chúng ta đang còn suy nghĩ hay là phân vân gì không các anh chị? À Thanh An phân tích cho các anh chị là rất là rõ ràng luôn đúng không các anh chị? hay là các anh chị đang còn thấy là nó có gì mờ ảo ở đây không ạ? <laughs> ở đây các anh chị có thấy cái chỗ nào mà chúng ta còn đang cảm thấy mơ hồ hoặc là chúng ta đang còn cảm thấy là chưa hiểu không ạ? À, Thanh An đang phân tích cho các anh chị rất là rõ ràng, rất là chi tiết luôn. À, và chúng ta có thấy là chúng ta hiểu được cái chỗ này chưa các anh chị? Ừ, ok, không các anh chị ơi, đấy. Vậy thì nào suy nghĩ rồi, bật lên công tác rồi. Cảm xúc là cảm xúc của người thành công rồi. Vậy thì một cái yếu tố tiếp theo là hành động này. Hành động như thế nào đấy các anh chị? À, hành động như thế nào đấy ạ? Và quay và và cái chỗ cảm xúc là như thế này này các anh chị. Nếu như mà chúng ta thường có một cái trạng thái như thế này, cảm xúc của chúng ta nó bị lên xuống á các anh chị. À, chúng ta thường hay bị những cái cảm xúc nó bị auto tú tức là nó lên lên xuống xuống à, lúc mà được chia sẻ lúc mà được nhắc nhở lúc mà được năng lượng lắm luôn các anh chị ô mình tin là mình thành công mình tin là mình đạt được cái điều đó rồi à, nhưng mà có những cái lúc mà nó chưa nó nó hơi mà thử thách một chút ấy à, là thường là chúng ta thường hay quay về những cái cảm xúc chưa có được thành công và chính những cái lúc đó đó cảm xúc của cái sự sợ hãi này cảm xúc của cái việc mà mình không có không cảm xúc của cái sự lo lắng này cảm xúc của cái việc mà sợ hãi các anh chị thì đó chính là những cái cảm xúc mà nó đang được đưa xuống những cái trạng thái năng lượng không tích cực các anh chị. Mà cái cảm xúc của các anh chị nó không tích cực á thì thông qua luật hấp dẫn chúng ta sẽ được thu hút những cái con người, những cái sự kiện tương đương với cái tần số của các anh chị. Cái tần số mà các anh chị đang phát ra đó. Đấy và các chị sẽ được hấp dẫn những tần số tương đương các anh chị. Cho nên á, các anh chị thấy này, nếu như mà chúng ta cứ liên tục đưa bản thân mình ở trong một cái trạng thái đó là có những cái suy nghĩ chưa tích cực, cái cảm xúc của các anh chị nó cũng chưa có được tích cực, thì các anh chị sẽ thấy là trong cái cuộc sống của chúng ta nó liên tiếp gặp những cái vấn đề không thôi. Cho nên á, bản thân của chúng ta phải biết chuyển đổi, bản thân của chúng ta phải biết chuyển hóa các anh chị. Chúng ta phải biết chuyển đổi, chuyển hóa cái cảm xúc của chúng ta Để mà mình nâng cái trạng thái năng lượng Cũng như là nâng cái tần số của mình lên các chị Thì khi đó các chị mới hấp dẫn những cái nguồn lực Khi đó các chị mới hấp dẫn những cái quý nhân Những cái con người, những cái sự kiện tốt đẹp Đến và hậu thuận cho cái sự thành công Đến và hậu thuận cho cái mục tiêu của các chị Được không ạ? Các chị nhớ nha Các chị hình dung cho Cho nên á, bản thân của các chị này Các chị muốn thu hút cái gì thì nó sẽ dựa trên cái gì nó sẽ dựa trên cái suy nghĩ và cái cảm xúc của các anh chị đưa vào thôi đúng không ạ nó sẽ dựa trên cái yếu tố đó cho nên là chúng ta cần phải liên tục đưa mình vào trong một cái trạng thái cảm xúc của người thành công đấy các anh chị hiểu về luật hấp dẫn chưa nó luôn luôn thu hút cho các anh chị những cái nguồn lực cùng tần số với cái năng lượng mà các anh chị phát ra đúng không ạ rồi thanh nam mời các anh chị uống nước nha Rồi, ok các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bước quan trọng nhất này. Các anh chị nhớ ghi lại nha. Bước quan trọng nhất đó chính là hành động. <laughs> các anh chị nha. Quan trọng nhất đó chính là hành động. Vậy thì chúng ta phải hành động như thế nào để tạo ra cái của cải vật chất đây các anh chị? Các anh chị cần phải hành động gì để tạo ra của cải vật chất đây? Đây là cái bước quan trọng nhất các anh chị nhé. Đúng không ạ? Các anh chị nhắc lại giúp cho Thanh An cái công thức thứ hai hồi nãy đi các anh chị. À, cái công thức số 2 nãy giờ Thanh An cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần à, cái công thức số 2 là các anh chị ơi à, để xem thử các anh chị học các anh chị có nhớ bài không này à, vừa mới chia sẻ cho các anh chị luôn nha đó là gì ạ tổng tiền và tài sản của các anh chị thì đúng bằng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị trao cho cộng đồng các anh chị nhé các anh chị nhớ nha đúng không ạ cái công thức thứ hai đấy Vậy thì bây giờ chúng ta hành động như thế nào đây Chúng ta hành động như thế nào đây các anh chị Đây chính là cái công thức Mà nó sẽ giúp cho các anh chị tạo ra tiền đấy ừ, Đúng không ạ Vậy thì cái bước số 2 này Cái bước hành động và cái bước xây dựng này này Mình phải đi theo Cái công thức này Đúng không ạ Bây giờ mình muốn cái thu nhập gấp đôi Mình muốn cái tài chính của mình gấp đôi Vậy thì mình cần phải xem này Cái giá trị nội tại của mình là đang ở mức như thế nào cái thứ hai mình đang trao giá trị cho bao nhiêu người. được không ạ? Ví dụ, bây giờ các anh chị đang có cái giá trị nội tại. Giá trị nội tại của các anh chị đang ở cái mức thu nhập và thì như ví dụ thì các anh chị đang ở cái mức thu nhập 50 đi. À, vậy thì cái giá trị nội tại của các anh chị, cái tư duy gốc lễ của các anh chị đang ở cái mức thu nhập 50 các anh chị. Và có một cái câu chuyện là như thế này nè nếu như mà các anh chị làm một cái người á nắng mưa thất thường à, nắng mưa thất thường mình thích thì mình làm mình hứng thì mình không làm à mình hứng thì mình làm mà hình mình hết hứng thì mình không làm mình thường là sao bỏ ngang làm được xíu đó là hào hứng nhưng mà không bao giờ đi làm đến cuối cùng không kiên trì không kỷ luật hay trì hoãn vậy thì sao vậy thì đó đang chính là cái giá trị nội tại của mình đó các anh chị đó. giá trị nội tại của mình đấy. Vậy thì bây giờ mình muốn cái thu nhập của mình tăng gấp đôi thì sao? Mình phải thay đổi cái giá trị nội tại của mình, mình phải thay đổi những cái điều đó, các anh chị. Phải thay đổi những cái điều đó. Và các anh chị nhớ này, bạn chỉ là những cái, nói chung á, mình chỉ có tất cả những cái gì mà mình đang có thôi, các anh chị, được không ạ? À, và nếu như mà các anh chị muốn có được những cái kết quả tốt hơn thì các anh chị phải làm những cái thứ mà các anh chị chưa bao giờ làm. Nếu như mà bây giờ á, các anh chị muốn nâng được cái tài chính của các anh chị lên thì cái việc mà các anh chị nâng được cái giá trị nội tài của mình lên nó là cái điều rất quan trọng luôn. Nó là cái điều bắt buộc luôn các anh chị. Bởi vì bây giờ cái công thức nó là gì? Tiền bằng cái giá trị nội tại mà. Tài sản bằng cái giá trị nội tại mà các anh chị. Đúng không ạ? Rồi, giá trị nội tại tiếp theo này mình là cái người hay thang <laughs> Mình rất là hay thang phiền Mình rất là hay trách móc, Mình rất là hay thang vãn các anh chị à, Chưa gì hết là thang rồi Đụng việc là né Đụng việc là trách mắt Đụng việc là phan nàng Đụng việc là kệ lễ Thì đó chính là cái giá trị nội tại của mình Và nếu như mà các chị chỉ thường xuyên Làm những cái việc mà các chị đang làm Thì các anh chị chỉ có những cái gì Mà các anh chị đang có thôi nếu như mà bây giờ các anh chị tiếp tục làm cái điều này này thì theo các anh chị này, cái tài chính của các anh chị nó có tăng gấp đôi được không? Đó. À, có tăng gấp đôi được không các anh chị? Có tăng nổi không ạ? À? Theo các anh chị có tăng nổi không ạ? À? Chắc chắn là không rồi. Làm sao mà tăng nổi được các anh chị? <laughs> Đúng không ạ? Thành năng đảm bảo nếu như mà chúng ta cứ giữ những cái điều đó để làm sao mà tài chính của chúng ta tăng nổi đây các anh chị, chắc chắn là không tăng nổi đâu. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta toàn ngập tràn những cái trạng thái năng lượng không tích cực thôi. Cho nên á, Thanh năng đảm bảo với các anh chị này, các anh chị chỉ thu hút được những cái nguồn lực ở những cái tầng số đó thôi. Nếu như mà các anh chị than á, các anh chị toàn gặp những cái người than giống mình thôi. <laughs> Và những cái người than á, là những người đâu có thành công đâu. Các anh chị nhớ nha. Nếu như mà bây giờ các anh chị toàn thu hút những cái người than, các anh chị toàn tiếp xúc với những cái người than, thì làm sao mà các anh chị thành công được các anh chị? Bây giờ các anh chị toàn tiếp xúc với những người chưa thành công thì làm sao mà các anh chị thành công được đấy? Đúng không ạ? Cho nên á, cái việc á, mà các anh chị thay đổi cái hành động á, các anh chị nhớ này nếu như mà bây giờ các anh chị đang chưa biết hành động cái gì đúng không ạ? Thì bây giờ các anh chị đã hình dung ra được chưa? Bây giờ các anh chị đã hình dung ra được là mình phải thay đổi cái điều gì chưa? Bây giờ cái mục tiêu tài chính của mình là mình đang nâng gấp đôi mục tiêu của mình mà. Thì bây giờ mình phải thay đổi cái những cái liên quan đến cái giá trị nội tại của mình trong vòng 30 ngày. Hãy cam kết với chính bản thân mình là sao? Không than vãn, không kể lệ đi các anh chị. Được không ạ? À? Mình không than vãn, không kể lệ không phán xét, không đánh giá bất kỳ ai, đúng không các anh chị? Đây là mình nâng nè mình đang học cái cách để mà mình nâng giá trị nội tại của mình lên và mình đang luyện cái bộ não của mình đó các anh chị đừng có cho cái bộ não của mình tập trung vào những cái điều không tích cực nữa các anh chị ơi đấy tại sao mà mình lại hay có một cái thói quen là hay phàn nàn hay kể lệ hay trách bắt đây tại sao những cái điều đó nó hay diễn ra đây các anh chị bởi vì chính chúng ta hay tập trung vào những điều không tích cực chính chúng ta đang tập trung tâm trí của mình vào những cái điều đó cho nên những cái điều đó nó mới thường xuyên diễn ra. Vậy thì nếu như mà bây giờ này các anh chị muốn có những cái kết quả khác bây giờ, các anh chị muốn có những cái kết quả tốt hơn, các anh chị muốn có những cái thu nhập tăng gấp đôi, tăng gấp ba, tăng gấp năm, tăng gấp 10, các anh chị cần phải thay đổi cái điều này, đúng không ạ? Các anh chị cần phải thay đổi cái yếu tố này. Mình cần phải thay đổi, cần phải cân đo đong đếm những cái điều mà mình đang diễn ra trong tâm trí của mình đó. và mình cần phải tập trung cái sự cái bộ não của mình đó. toàn những cái điều tích cực thôi các anh chị được không? phải làm cho cái não bộ của mình nó ngập tràn những cái điều tích cực các anh chị nhé nghĩ trước nghĩ sau trong cái việc mà các anh chị cần có những cái mục các anh chị cần trong cái việc mà trên cái hành trình các anh chị hướng tới với mục tiêu và có một cái yếu tố như thế này nó rất là quan trọng là các anh chị đó là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm một trăm phần trăm mình luyện não bộ của mình mình luyện con người của mình tập trung vào cái điều tích cực thôi các anh chị được không ạ mình phải luyện cái điều đó các anh chị nhé đó, và để cho cái bản thân của mình nó không có bị rơi vào cái sự thang vãn kệ lễ trách móc nữa các anh chị nhé được không ạ đừng có để cho cái cơ thể của mình đừng có để cho cái trạng thái năng lượng của mình cái con người của mình rơi vào cái trạng thái mà suốt ngày thang vãn kệ lễ trách móc các anh chị Đúng không ạ? Cái năng lượng đó là cái năng lượng không thành công đâu. Đó là cái năng lượng mà các anh chị đã làm trong mấy chục năm nay rồi. Đó là cái năng lượng mà đã khiến cho các anh chị là có cái kết quả như bây giờ đó. Đó là cái năng lượng mà không giúp cho các anh chị có được cái kết quả tốt hơn. Các anh chị nhớ nha. Vậy thì mình phải thay đổi và mình phải huấn luyện mình lên mỗi ngày các anh chị. Đúng không ạ? Đó là cái sự rèn luyện. Đó là cái cách thứ nhất. Đó là cái cách mà chúng ta phải thay đổi các anh chị. Đó là chúng ta cần phải thay đổi cái sự tập trung của mình. Thường mình toàn tập trung vào những cái vấn đề, toàn mình tập trung những cái điều không tích cực không à. Bây giờ mình phải thay đổi lại bằng cái cách chúng ta phải liên tục tập trung vào những cái điều tích cực cho ta này nhé. Đúng không ạ? À, nếu như mà bây giờ mình cứ mở miệng ra, cứ thang, cứ trách, rồi đổ lỗi cho người này, cho người kia, thì tức là sao? Thì tức là mình đang tập trung vào những cái điều không tích cực à cái điều đó nó đang lòi ra ở cái ngôn từ mà chúng ta phát ngôn ra đang lòi ra ở cái miệng của mình các anh chị nhá đúng không ạ đó, quay trở lại cái công thức đầu tiên này suy nghĩ tạo ra cảm xúc cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả mà đúng không ạ à, vậy nên đó, là cái gì mà chúng ta đang nói những cái điều gì mà chúng ta đang hành động ở bên ngoài thì nó chính là cái suy nghĩ của chúng ta đó đúng không ạ nếu như mà bây giờ chúng ta thấy cái miệng của mình đang nói ra những cái ngôn từ nó không có được tích cực ấy mình đang nói ra những cái điều đó Thì có nghĩa là nó đến từ cái suy nghĩ bên trong của mình các anh chị Đúng không ạ Nó đến từ cái suy nghĩ bên trong của mình đó Và mình đang bị nhìn vào cái mặt không tích cực Chúng ta nhìn nhận vào những cái điều không tích cực Chúng ta bị nhìn nhận vào những cái Cái sự tập trung của chúng ta nó không có tích cực các anh chị Cho nên là nó mới ra ở cái miệng của mình đó Đúng không ạ à, Cho nên là mình cứ thấy là nếu như mà mình cứ than cứ trách móc, cứ phàn nàn, cứ đổ lỗi là tức là cái suy nghĩ của chúng ta đang là những suy nghĩ không tích cực. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng là luật hấp dẫn luôn luôn vận hành các anh chị nhé. Luật hấp dẫn luôn luôn vận hành và luật hấp dẫn thì luôn luôn đúng các anh chị, được không ạ? Đấy. À rồi ở đây thì Thanh An xin gửi lời chào đến chị Hiền Nguyễn nha À, làm thế nào để tâm ta luôn suy nghĩ những cái điều tích cực rồi ok chị rồi bây giờ thì à, tiếp tục à, phần tiếp theo nha các anh chị các anh chị nhớ này trong vòng 30 ngày tới chúng ta phải luyện luyện thôi chưa cần phải là 30 ngày đâu các anh chị mà chúng ta hãy step by step đó là gì từng bước từng bước các anh chị chưa cần phải là 30 ngày đúng không ạ mà đầu tiên hãy luyện cho thanh an 7 ngày trước nha các anh chị nhé đúng không ạ à, luyện cho thanh an 7 ngày trước đi các anh chị luyện cho thanh an ngay từ cái tuần đầu tiên của tháng 11 đâu à, trước đi các anh chị thứ nhất chúng ta cần phải có một cái khả năng là quan sát bản thân quan sát bản thân của mình quan sát cái suy nghĩ của mình quan sát cái uh, cái cái suy nghĩ của mình này quan sát cái sự tập trung của mình quan sát cái những cái giác quan của mình dạo này mình đang nói cái điều gì nè nếu như mà bây giờ mở miệng ra mà mình hay khen nè mở miệng ra mình hay động viên khích lệ mở miệng ra mình hay nhìn vào thấy những cái điều tốt đẹp của người khác thì đó chính là cái việc mà chúng ta đang tập trung vào cái điều tốt đẹp đó các anh chị đầu tiên chúng ta cần phải quan sát chính bản thân mình đã nhé bởi vì cái sự thay đổi nó sẽ đến từ cái yếu tố nhận thức đầu tiên đúng không ạ à, mình coi thử trong vòng 7 ngày qua mình đang tập trung những cái điều gì mình có hay khen ngợi hay không mình có hay động viên khích lệ hay không mình có hay là uh, là là nhìn vào những cái mặt tích cực của người khác hay không được không ạ thì đó là cái yếu tố đầu tiên và còn nếu như này trong 7 ngày vừa qua chúng ta thấy là chúng ta hay đổ lỗi này chúng ta hay than này <laughs> thường là chúng ta hay có một cái thói quen là gì những cái điều chưa tích cực là chúng ta hay than lắm các anh chị đúng không ạ hay là các anh chị hay có hay đánh giá các anh chị có hay phán xét các anh chị có hay chỉ trích không các anh chị Vậy thì chúng ta phải quan sát mình và chúng ta phải luyện. Phải luyện các anh chị. Và mỗi ngày này, các anh chị hãy viết nhật ký thành công cho Thanh An. Đúng không ạ? Nhớ nha, đây là cái hành động nha các anh chị. Đây là cái hành động nha. Mỗi ngày hãy viết nhật ký thành công cho Thanh An nha các anh chị. Bởi vì á thực ra, nếu như mà chúng ta không ghi lại Chúng ta không có biết được là ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ cái gì đâu các anh chị ơi. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng quên mất đi các anh chị nhanh chóng quên mất các anh chị ha à, chúng ta cần phải viết lại cái nhật ký thành công đúng không ạ à, cái nhật ký thành công ở đây đó là gì đó là mỗi buổi tối xong này à, các anh chị ngồi xuống các anh chị chiêm nghiệm lại cuộc đời cho thân an nhé <laughs> đúng không ạ nhật ký thành công là cái gì là chiêm nghiệm xem thử là ngày hôm nay này các anh chị tập trung gì nhiều các anh chị nói cái điều gì nhiều đấy để mà mình biết được à Ví dụ mình chiêm uh, nghiệm ra Ô oh, hôm nay là mình khen nè Ô oh, hôm nay mình vui ghê luôn Còn nếu như mà bây giờ Mình ngồi chiêm nghiệm lại uh, Cuộc sống ngày hôm nay của mình diễn ra như thế nào Cái mình kêu là vô trời ơi hôm nay không có gì vui hết Thế là hiểu ngay <laughs> Tự nhiên thấy là Ô oh, hôm nay mình không có gì vui hết Ô oh, hôm nay mình không có gì thành công hết Là hiểu ngay các anh chị Tức là cái tâm trí của các anh chị Nó toàn đi kiếm những cái điều không tích cực không ạ à? Các anh chị nhớ nha Chiêm nghiệm lại cái sự thành công đi các anh chị à, Bây giờ các anh chị ngồi lại à, Giúp cho Thanh An Ngồi chiêm nghiệm lại đi các anh chị Coi thử là ngày hôm nay mình có cười nhiều không Coi thử là ngày hôm nay các anh chị có hạnh phúc nhiều không Các anh chị ngày hôm nay các anh chị có cảm thấy hân hoan nhiều không Các anh chị ngày hôm nay các anh chị có thấy may mắn nhiều không Hay là ngày hôm nay các anh chị thấy là gì Ôi trời ơi sao ngày hôm nay trắng ngắt <laughs> Là các anh chị hiểu luôn nha Đúng không ạ À các anh chị chưa gì hết thấy ngày hôm nay trắng ngắt cả. thôi coi như là xong rồi đó. Các anh chị biết mình đang ở đâu rồi đó. Được không ạ? Rồi rồi là tới công chuyện rồi các anh chị. Là sao là do mình đang chưa tập trung vào những cái điều tích cực đấy. Cho nên là mình không thấy được những cái điều mà giúp cho mình hào hứng được. À, cho nên là các anh chị nhớ này, cái năng lượng mình dùng ở đâu thì tiền nó chạy vào đó. Năng lượng mình ở đâu thì tiền ở đó các anh chị. À, bây, bây giờ mình toàn tập trung vào những cái điều mà chưa tích cực á thì tiền làm sao mà nó về với mình được đúng không ạ tại sao mà cơ hội nguồn lực quý nhân nó không đến với mình mà nó lại đến với người khác đó các anh chị hình dung ra được chưa ạ cho nên là thanh an nói với các anh chị này mỗi buổi tối á, mà các anh chị ngồi mà các anh chị chiêm nghiệm lại chính bản thân mình đó chính là cái bước vô cùng quan trọng để làm gì để mà mình hiểu mình đó các anh chị mình hiểu được là mình đang ở đâu, mình đang như thế nào Và mình biết được là ngày hôm nay Mình tập trung cái điều gì nhiều à, Tập trung cái năng lượng của mình ra sao Để làm gì để mà mình chỉnh mình đó các anh chị Đúng không ạ à, Mình chỉnh mình để làm gì Để ngày mai mình làm tốt hơn các anh chị à, Và nhớ là trước khi đi ngủ Thì chúng ta hãy nói cảm ơn ngày hôm nay Cho dù là ngày hôm nay như thế nào Không cần biết các anh chị Thế nhưng mà ngày hôm nay các anh chị nhìn nhận được, ngày hôm nay các anh chị đúc kết được thì đó chính là cái sự thành công của mình cả nhà các anh chị nhắc Và mình cảm ơn cái sự thành công của mình được không ạ? Cảm ơn cái điều tuyệt vời và nhớ này, hãy đi ngủ trong niềm hân hoan. Hãy đi ngủ trong cái sự hài hòa. Biết ơn yêu thương các anh chị. Thanh An à nhắc lại nha. Cho dù là ngày hôm nay có cái điều gì đó nó diễn ra nó chưa được như ý ngày hôm nay á là có thể là có những cái điều nó chưa có được thuận lợi các anh chị nhưng mà các anh chị hãy chiêm nghiệm lại đi các anh chị hãy ngồi chiêm nghiệm lại các anh chị hãy ngồi đúc kết ra cái bài học thì đó chính là cái sự thành công các anh chị đúng không ạ các anh chị hãy chiêm nghiệm lại và sau đó chúng ta mới đi ngủ các anh chị nhé chúng ta nhớ là chúng ta hãy đi ngủ trong cái sự hài hòa trong cái sự hòa hợp biết ơn yêu thương nha các anh chị chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy mang ý niệm của cái sự xây dựng và phát triển Các anh chị ghi chính xác những cái từ này lại cho Giúp cho Thanh an nha à, Mang ý niệm của cái sự xây dựng và phát triển Các anh chị nhé Đúng không ạ Các anh chị muốn cái à, cuộc sống của mình Nó phải phát triển Nó được phát triển Thì các anh chị cần phải nuôi dưỡng cái hạt giống này nha Đó là hạt giống của cái sự phát triển Các anh chị Đúng không ạ Cho nên là mỗi buổi tối Trước khi mà các anh chị đi ngủ Các anh chị phải luôn neo nha tôi đang mở rộng tôi đang phát triển các anh chị tôi đang mở rộng tôi đang phát triển mình phải nêu đúng không ạ mình phải nêu lại những cái điều này nha các anh chị nhé đúng không ạ tôi đang mở rộng tôi đang phát triển mọi mặt trong cuộc sống của tôi gia tăng gấp 100 lần gấp ngàn lần Đấy, được không các anh chị ơi các chị hình dung được không ạ à, và cải thiện mình dần dần thì đó là cái việc mà mình đang nâng cái giá trị nội tại của mình lên được không ạ đó là cái việc mà các anh chị nâng giá trị nội tại của mình lên Đúng không ạ Rồi cái đó là hành động thứ nhất Rồi cái hành động thứ hai này các anh chị Cái hành động thứ hai Để mà các anh chị có thể là Rèn luyện nâng được cái à, Khả năng của mình á, Thì có một cái chìa khóa vạn năng Đó là gì? Đó là lòng biết ơn các anh chị Chìa khóa vạn năng Cho mọi vấn đề trong cuộc sống của các anh chị Đó chính là lòng biết ơn các anh chị nhé Và mỗi ngày thì chúng ta hãy liên tục à, Ghi À, 10 điều làm biết ơn Đúng không ạ Đó, Và chúng ta cần phải biến làm biết ơn Phải trở thành một cái Phong cách sống canh các chị nhé à, Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng Biết ơn với tất cả những cái điều tốt đẹp Mà mình đang có canh chị Mình phải biết ơn với tất cả những cái điều Mà mình đang có ngày hôm nay canh chị nhé Đúng không ạ Cho nên Thanh An nói với canh chị này. Nếu như mà bây giờ các anh chị đang luôn luôn ngập tràn được cái trạng thái và năng lực của lòng biết ơn á thì các anh chị sẽ thấy được là mình á, là một người cực kỳ may mắn trong cuộc sống luôn. Cho nên á là mình hãy bắt đầu nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày các anh chị nhé. Và khi á, mà tự khắc các anh chị là cái người nuôi dưỡng lòng biết ơn này thì các anh chị sẽ thấy là mình sinh ra được một cái thứ. Các anh chị nâng được năng lực tư duy của mình phát triển vượt trội nha các anh chị. À, Thanh An nó rất là chậm rãi các anh chị nhé. có anh chị nào mà chúng ta không nghe được không ạ? <laughs> các anh chị nhớ này khi mà nuôi dưỡng lòng biết ơn đủ đầy thì cái năng lực tư duy của các anh chị sẽ phát triển vượt trội luôn. khi mà cái bên trong của các anh chị đủ đầy, khi mà bên trong của các anh chị đầy ắp tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị, bên trong đủ đầy thì bên ngoài nó đủ đầy. các anh chị hình dung không ạ? theo quy luật trong ngoài thôi trong đủ đầy thì ngoài đủ đầy thì tự khắc các anh chị sẽ có được một cái năng lực đó là các anh chị thấy cái gì các anh chị sẽ học rất là nhanh các anh chị thấy cái điều gì các anh chị sẽ hiểu rất là nhanh các anh chị làm rất là nhanh và trọn vẹn đúng không ạ cái kết quả của mình nó đủ đầy lắm các anh chị khi mà bên trong của chúng ta nó đủ đầy cái năng lực tư duy của các anh chị nó phát triển rất là nhanh luôn các anh chị đủ đầy thì cái cảm xúc của các anh chị nó cũng đủ đầy đúng không ạ và các anh chị sẽ có được những cái điều mà bên trong của các anh chị đang có đúng không ạ nếu như mà lúc nào á mà các anh chị cũng cảm giác được một cái cảm xúc như thế này, cái sự hạnh phúc á các anh chị biết ơn và các anh chị trân trọng mọi thứ xung quanh á các anh chị cảm nhận được rất rõ khi đó các anh chị sẽ cảm nhận được rất rõ cái năng lực của các anh chị luôn khi đó các anh chị sẽ học rất nhanh này hiểu rất nhanh này làm mọi thứ nó rất là trọn vẹn và đủ đầy nhanh chóng luôn đúng không ạ và đó chính là trong tạo ra ngoài vô hình tạo ra hữu hình các anh chị các anh chị nắm được cái chỗ này chưa ạ à, các anh chị hiểu được cái chỗ này không cho nên đó, nếu như mà một ai đó họ lựa chọn cái sự trách móc cái sự than vãn cứ họ cứ đi tập trung vào những cái điều không tích cực nhưng mà chúng ta hãy nhớ này chúng ta có quyền lựa chọn chúng ta hãy lựa chọn lòng biết ơn và tình yêu thương đi các anh chị chúng ta lựa chọn cái việc mà đón nhận cái sự phát triển đi các anh chị. Và chúng ta nhớ này, quy luật của vũ trụ đó là gì? Yes and more mà. Vũ trụ sẽ luôn cho thêm các anh chị. Và tất cả những cái người có đủ đầy làm biết ơn sẽ luôn được ban tặng thêm. Vậy nên là các anh chị hãy sống thuận theo các cái quy luật của vũ trụ đi các anh chị. Đừng có sợ là mình không có đủ cái này, đừng có sợ là mình thiếu cái kia nữa. Đừng có sợ là mình sẽ bị thiệt thòi nữa đi các anh chị. Nó không bao giờ có đâu chỉ cần các anh chị sống thuận theo các cái quy luật của vũ trụ thôi thì các anh chị sẽ luôn được ban tặng thêm các anh chị nhớ nhé cho nên này các anh chị phải ra quyết định lựa chọn ngày hôm nay của tôi đó là ghi nhận lòng biết ơn và trân trọng những cái điều tốt đi. người khác tập trung vào cái điều gì không tích cực kệ họ đi các anh chị người khác tập trung vào những cái điều nhỏ nhoi tập trung vào những cái chuyện lạc vặt của cuộc sống kệ họ luôn các anh chị nhé và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tập trung vào cái việc là gì lựa chọn những cái điều tích cực lựa chọn những cái điều tốt đẹp đúng không ạ Đấy, chúng ta phải tập trung vào những cái giá trị và nhìn nhận vào cái sự tốt đẹp và tích cực các anh chị nhé để làm gì để mình nuôi dưỡng cái hạt giống của cái sự thành công và các anh chị nhớ này vũ trụ sẽ luôn ban tặng thêm vũ trụ sẽ luôn ban tặng thêm cho những người có giá trị tốt đẹp đúng không ạ người có lòng biết ơn thì luôn được ban tặng thêm các anh chị nhé người có lòng biết ơn luôn được ban tặng thêm các anh chị nhớ cái điều này nha các anh chị nhé cho nên là chúng ta đừng có sợ là chúng ta bị thiệt thòi các anh chị sẽ không bao giờ bị thiệt thòi nếu như mà các anh chị sống đúng theo các cái quy luật của vũ trụ đâu đúng không ạ à, các anh chị cứ yên tâm đi vũ trụ luôn đền đáp xứng đáng mà à, vũ trụ luôn ban tặng thêm mà đúng không ạ à, cho nên là các anh chị chỉ cần nhớ cái chìa khóa này giúp cho thanh an thôi và trong bất kỳ cái tình huống này nào trong bất kỳ cái sự kiện nào trong bất kỳ cái yếu tố nào đi chăng nữa chúng ta hãy lựa chọn thái độ tốt các anh chị <laughs> được không ạ trong bất kỳ cái tình huống nào chúng ta phải luôn luôn lựa chọn thái độ tốt các anh chị nhé à, chúng ta đang sống trong vũ trụ à, chúng ta đang ở trong vũ trụ này mà các anh chị chúng ta đang vận hành theo các cái quy luật của cuộc sống quy luật của vũ trụ mà đúng không ạ và cái việc mà chúng ta sống trong vũ trụ này thì chúng ta phải tuân theo các cái quy luật của vũ trụ thôi ừ. và chúng ta nhớ này chúng ta luôn luôn được hậu thuẫn từ sức mạnh của vũ trụ được không ạ và sức mạnh của vũ trụ chiếm tới 90% các anh chị nhé 90% cái sức mạnh này này nó sẽ hậu thuẫn cho chúng ta 100% các anh chị được không ạ nó hậu thuẫn cho chúng ta 100% luôn các anh chị cho nên bản thân của chúng ta này hãy áp dụng nó một cách triệt để nha các anh chị chúng ta phải áp dụng nó một cách triệt để hãy nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị nhé à, nhớ nha các anh chị đúng không ạ chúng ta phải cho phép chính bản thân mình sống theo các cái quy luật của vũ trụ các anh chị sẽ được học thuận sống theo các cái quy luật của vũ trụ mọi lúc mọi nơi mọi điều mọi hoàn cảnh mọi sự kiện mọi tình huống đúng không ạ cho dù cái nền kinh tế cho dù cái thị trường nó có đi lên hay đi xuống đi chăng nữa thì nếu như mà các anh chị sống đúng và tuân theo các cái quy luật của vũ trụ các anh chị vung trồng bồi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn mỗi ngày thì cuộc sống của các anh chị nó vẫn sẽ luôn luôn đi lên các anh chị nhé nào ạ nếu như mà các anh chị giữ vững được cái tâm của mình đó là cái sự đền nguyện các anh chị cái tâm của mình mình phải luôn luôn kiên định với nó tập trung hướng về những cái điều tốt đẹp được không các anh chị tập trung hướng về những cái điều tích cực đấy rồi ok chưa các anh chị ơi và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta ra quyết định là chúng ta ứng dụng một cách triệt để một cách tốt nhất và liên tục nâng cao giá trị của mình và đồng hành cùng với Thanh An cùng với Liên minh câu lạc bộ và câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao mỗi ngày để chúng ta liên tục phát triển chúng ta lựa chọn cái sự tiến lên để mà chúng ta nâng được cái giá trị Của mình vượt trội mỗi ngày Thì các anh chị có thể là cùng comment tôi đúng không ạ Rồi Ok các anh chị ha Và đó cũng chính là cái phần Và sẽ kết thúc trong cái buổi live stream ngày hôm nay Các anh chị nhé Và Thanh An cũng rất là cảm ơn Và biết ơn đến tất cả các anh chị Cảm ơn cái sự đồng hành của các anh chị Các anh chị nhé à rồi và trong buổi tối ngày hôm nay à thì cũng xin gửi lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả các anh chị nha rồi và hẹn gặp lại trong tất cả hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo nha các anh chị à và chúng ta hãy ra quyết định là chúng ta ứng dụng triệt để để mà giúp cho cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng đi lên và chúng ta cần phải có được cái sự hướng lên trong cái cuộc sống của mình các anh chị nhé rồi và cảm ơn tất cả các anh chị à xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo nha À, chúc cho tất cả các anh chị đi ngủ trong ý niệm thành công giàu có hạnh phúc khỏe mạnh và trọn vẹn suốt cả cuộc đời nha xin chào và hẹn gặp lại